tham ma giá nam mô sang kha giá con kính lễ sư tinh tuệ, con kính lễ quý sư cậu cùng quý tu nữ, cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái tam bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái tam bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái tam bảo ạ. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin kính đảnh lễ cho tinh tuệ. Con xin kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Xin kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê gia ru pê ghi ri si ca ra tắc tê chan ta lê khê vi ma nê đi pê ra thê gia ga mê Taruwanagahane gehawa kumhi kete kumma chayan tu dewa chala palawi sameya kagan tapana gati tanta santi keyang muni wara wajanang tahavo me sunan tu sammas sawanakalo ayam padanta Dhammasavanakalo ayam padanta Dhammasavanakalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyampi Buddhang saranang gacchami Tutiyampi Dhammang saranang gacchami Tutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Iti tiso bhagava arahang samma sambuddho Vicca charana sampanno sugato lokaviru Anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manusanang Buddho bhagava sinatti me saranang anyang buddho me saranang warang Ete na sanjawat Jai na ho tu me jaya mangalam uttamam jai na vandeham padapam tum varuttamam buddheyo kalito dosso buddho kama tu tang mamang swakato bhagavata tammo sanditiko akaliko ehi passiko opanayiko Pachat tangwe vitapo vinyuhi Tinati me saranang anyang Thammo me saranang warang Ete na sancha vache na hotu me Jaya mangalang uttamange na vandehang Thammang charuvithang warang Thamme yo kalito doso thammo Kama tu tang mamang supatipanno bhagavato sawaka sangho ucupatipanno bhagavato sawaka sangho nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani at Sapurisa pukkala e sapagawato sawaka sangho Ahunayyo pahunayyo dakhinayyo Anchalikaniyo anuttarang unyakhetang lokasa Sinapti me saranang anyang sangho me saranang warang Etay nasapnichawak
Jai Namo Tume Jaya Mangalam Uttamange Navandeham Sankhan Karuvi Thottamam Sankhe Yohali Todo So Sankho Kamatutam Mamam Vandami Jai Siyam Sappang Sappathane Supatititang Sairika thātu maha bhote Buddha rūpaṁ sakalaṁ sadā Sambuddhe attha vissaṁca dvāda saṁca sasahasa ke Paṁca sasahasa ninamāmi tirasa ahaṁ Te saṁ dhammaṁ ca saṅkhaṁ ca ādare nanamāmi haṁ Namakara mupawe nahantwa sapte upatawe aneka antaraya pivinasantu ase sato sambute pancha panya sancha chaturisati sahasake rasasata sahasta ninama nisirasa ahante sam hammanca sankhanca a Tare na namami hang namakara nupawe na hantwa Sapte upanda we aneka antaraya Viminasam tu ase sato Sambute na buddha asate Atta chattali sa sahas Sake wisati sata sahas Sani namami sirasang Te sang phẩm mạnh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa we na han toa sap te u pat ta we a ne ca an ta ra ya si vi na san tu a se sa to sap te pu ra ti ma ya di sa ya sap ta a we ra tu ki hon tu sap te pu ra Ti maya anurita ya satta avera Sukhi hontu satte dakkina ya disa ya satta avera Sukhi hontu satte dakkina ya anurita ya satta avera Sukhi hontu satte pachi maya disa ya satta avera Sukhi hontu satte pachi Chi maya anurisa ya satta avera sukhi hontu satte uttara ya disa ya satta avera sukhi hontu satte uttara ya anurisa ya satta avera sukhi hontu satte uparima ya disa ya satta avera sukhi hontu satte Te hết ti ma ya di sa ya sat ta awe ra su khi hon tu sap te sat ta awe ra hon tu su khi ta hon tu nit dukha hon tu utya sat ya hon tu anika hon tu dikha yika hon tu aroga hon tu sam sat si hi samit chan si atanang Pari haram tu duk sap sap pa janit duk ha Payak sap pa janit paya Soka sap pa janit soka Hon tu sap te vipani no Aka sap pa japum matha devanaga Mahitika Bunyang no anumodan tu tirang rakhan tu sasanang akasasa Chakumatha dekwanaga mahitika Bunyang no anumodan tu tirang rakhan tu nogaru Akasasa Chakumatha dekwanaga mahitika Bunyang no anumodan tu chirang rakham tu nyatayo Akasatha chakumatha devanaga mahitika
Ôn nhân nô a nu mô đàn chú chí răng ra sàn chú phàn nô A ca sát thà cha phùm ma thà đề hoa na ga na hê thi ca Ôn nhân nô a nu mô đàn chú chí răng ra sàn chú lô ta đa Y đăng hoa ta nô ôn nhân a sa hoa khá ya Và hăng hô tu a na ga tê ca lê Xà thủ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Vô Tám Á. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Nà Thầy Giá. Xin chào lớp. Giờ hôm nay thì tỉnh lễ sư ạ. Rồi, mình sẽ học tiếp cái phần bài còn lại hôm trước. Bài học đó cũng không đủ học, cho nên bây giờ chúng ta đọc trước phần bài học mới, bài học về tâm dục giới tình hảo, rồi sau đó chúng ta sẽ nghe giảng cái bài hôm trước cho hết, rồi mình chuyển sang học luôn cái bài mới này. Giờ mời lớp đọc bài cái phần này trước hay thôi. Dạ, xin mời quý vị giơ tay ạ. Mời lớp giơ tay lên, cô Phúc Bị Trung mời lớp đọc bài. Dạ. Để sư đọc trước chứ quên. Để sư đọc trước ha. Kama vachara sukhana chittang. Kama vachara kusala chittang. So mana sa sahagatang. Nyana samyuttang asankharika mekang. Sa sankharika mekang. So mana sa sahagatang nhà nó viết cái chút tăng a sang kha ri căng sa sang kha ri căng up kha sang cái tăng nhà nó sam chút tăng a sang kha ri căng sa sang kha loại a sang kha ri ca mi căng sa sang kha ri ca mi căng up kha sang cái tăng nhà nó viết cái chút tăng a sang kha ri ca mi căng sa sang kha ri ca mi căn tí imani athapi kama vichara kusala chitani nama. Rồi lần nữa ha. Kama vichara sokhana chitang. Kama vichara kusala chitang. So mana sasahagatang nyana sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang. So mana sasahagatang nyana sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang. Upekha sagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang. Upekha sagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi kama vachara kusala citani nama. Để đây có kama vachara sopana citang, tức là tâm dục giới tình hảo. Kama vichara kusala chittang là tâm thiện dục giới. So mana sasahagatang nyana sambayuttang asankharika mekang sasankharika mekang. Tức là ở đây mình có một tâm, chữ so mana sasahagatang ở đây đó là y căn là một ha. Một tâm thọ hỷ. So mana sasahagatang là một tâm thọ hỷ. Hợp trí, nhà nó xâm dứt tăng là hợp trí, bồ trà rí căng là bồ trà, rồi một tâm thọ hỷ, hợp trí, hủ trà, sát sang khá rí cá, mê căng, sang khá rí căng. Đó là một tâm số 1, tâm số 2, tâm số 3, tâm số 4, đó là sô mê ná sát sát cá tăng.
Nhana vipayutang asankharika mi căn, tức là một tâm thọ hỷ ly trí, nhana vipayutang ly trí vô trợ. Rồi sasankharika mi căn là một tâm, e căn ở đây là một tâm thọ hỷ ly trí, sasankharika mi căn là hữu trợ. Upekha sangatang nhana sampayutang asankharika mi căn, e căn ở đây là một tâm thọ xả hợp trí, asankharika mi căn là vô trợ. Rồi sasankharika mi căn ở đây tức là e căn là một tâm thọ xả hợp trí, sasankharika là hữu trợ. Upekha sangatang nhana vipayutang asankharika mi căn sasankharika mi căn tí. Mê căn tí ở đây tức là mê căn với lại ý tí. Thì ở đây mình có là một tâm thọ xả ly trí, nhà nó biết vô tăng ha, ly trí asankharikan là vô trợ. Rồi e căn ở đây là một tâm thọ xả ly trí, sasankharikan là hữu trợ. Imanisapi là tám tâm này. Kama vajra kusala chita ni nama gọi là tâm thiện dục giới, gọi là tâm thiện dục giới. Ra bây giờ mà lớp giơ tay lên để mình đọc đi. Dạ xin mời giơ tay. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài. Kama vacca rasso pha nat chitang. Kama vacca rakusala chitang. Somana sahagatang. Nyana sambayutang. Asankari kamekang. Sasankari kamekang. So mana sahagatang nyana vipayutang asankari kamekang sasankari kamekang upekha sahagatang nyana sambayutang asankari kamekang sasankari kamekang upekha sahagatang nyana vipayutang asankari kamekang sasang khari kame kanti imani athapi kama vachara kusala chitani nama. Dạ con xin đọc bài xong ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Kama vachara sofana chitang kama vachara Vachara kusala chittang somanasasa hagatang nyana sambayutang asankhari kamekang sasankhari kamekang somanasasa hagatang nyana vipayutang asankhari kamekang sasankhari kamekang upekha sahagatang nyana sambayutang asankhari kamekang sasankhari kamekang upekha sahagatang vipayutang asankhari kamekang sasankhari kamekang ti kanti imani akhapi kama vachara rakusala chittani nama. Thưa sư xin đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Trần Hồng Mai ạ. Kama vacca rakusala chittang kama vacca rakusala chittang
to manasasa gatang nyana sampayutang asankharika nekang sasankharika nekang to manasasa gatang nyana vipayutang asankharika nekang sasankharika nekang upekha sagatang nyana sampayutang asankharika nekang sasankharika nekang upekha sagatang nyana vipayutang asankharika nekang sasankharika nekang ti imani athapi kama vacara kusala citta ni nama. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Kama vacara sofana cittang kama vacara kusala cittang somana sasahara tang nyana sampa cittang asankharikamekang somalassasaharatang nyanavipayuttang asankharikamekang sasankharikamekang upekkhasaharatang nyanasampayuttang asankharikamekang sasankharikamekang nhà nam viết ba chút tăng á sanh khả di ca mê tăng sa sanh khả di ca mê cầm tí đi mà ní ép tha tí ca mà quá. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Hoa Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc kama vachara sofana chitang kama vachara kusala chitang tang somana sasagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang somana sasagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang obekha sagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang obekha sagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi kama vacara kusala cittani nama. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc kama vacara sofana cittang kama vacara kama vacara kusala cittang somana sasagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang somana sasagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi kama vacara kusala cittani nama. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc bài. Kama vacara sofa na chitang kama vacara kusala chitang somana sahagatang nyana sambayutang asankhara kharika mekang sasankharika mekang chomana sahaga tang nyanawi ba yutang asankharika mekang sasankharika mekang upikha sahaga tang nyanasamba yutang asankharika mekang sasankharika mekang upikha saha yatang nyana vipa yutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athabi kama vacara kusala cittani nama. Dạ thưa sư, chưa hết. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Ca
ma qua cha ra so pha na chi tăng ca ma qua cha ra cu sa la chi tăng so ma na sa sa ha ga tăng nhà na sam ba yu tăng a sang kha ri ca mê càng sa sang kha ri ca mê càng so ma na sa sa ha ga tăng nhà na wi ba yu tăng a sang kha ri ca mê càng sa sang kha ri ca mê càng Ubek kha saha ga tang nhà na sam ba yut tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang. Ubek kha saha ga tang nhà na wip ba yut tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang ti ima ni a thabika ma wachara kusala chitta ni nama. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Dạ xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ thưa sư, con thấy không còn bàn tay nữa ạ. Đang giờ chúng ta học bài ha. Okay. Dạ thưa sư, con không thấy âm thanh và hình. Chờ sư. Rồi, đây là phần bài học tâm tố vô nhân. Thì hôm trước mình đã học xong phần định nghĩa, phần nhân sinh tâm tố vô nhân, phần tâm tố vô nhân phối hợp với tâm sở. Cái phần này học chưa à? Ai nhớ bài học rồi, đâu sư, không? Rồi ạ. Hôm nay mình học là tâm tố vô nhân nương môn thưa sư. À, thì phần nương môn à. Rồi, tâm tố vô nhân nương môn. Trước tiên là mình phải nhớ đến sáu môn. À, tức là nếu sanh, nếu mà cảnh sắc thì sinh ở lộ tâm sanh, ở lộ nhãn môn. Cảnh thinh thì tâm sinh ở lộ nhĩ môn. Cảnh khí thì tâm sinh ở lộ tỷ môn. Cảnh thiệt thì tâm sinh ở lộ thiệt. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị. Cảnh mùi thì sinh ở lộ thiệt môn. Cảnh mùi thì sinh ở lộ tỷ môn. Cảnh vị thì sinh ở lộ thiệt môn. Cảnh xúc thì sinh ở thân môn. Cảnh pháp thì sinh ở ý môn.
Thì giờ mình xem coi, ví dụ như là ở trong trường hợp tâm khai ý môn thì nó làm việc khai mở cho lộ ngũ môn, tức là cho trường hợp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Như vậy thì tâm khai, tìm xem cái tâm khai ý môn nó sinh ở nương bao nhiêu môn. Thì vì nó có thể sanh ở trong trường hợp lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt là thân, cho nên hễ nó sanh lộ nào thì nó nương cái môn đó, cho nên tâm khai ý môn là nương ở sáu môn. Tâm khai ngũ môn nương ở sáu môn, tâm khai ngũ môn nương ở năm môn. Còn tâm khai ý môn, tâm khai ý môn vì nó vừa làm, hôm trước mình học về sử, tâm khai ý môn thì nó làm hai công việc. Một là nó làm việc khai mở lộ ý môn, cho nên nó nương ý môn. Thứ hai nó làm việc xác định cảnh. Mà khi mà nó làm việc xác định cảnh thì nó có mặt trong lộ ngũ môn, là có mặt trong năm trường hợp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của lộ ngũ môn. Cho nên tâm khai ý môn nó nương đủ sáu môn, tức là lượng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Còn riêng tâm sinh tiếu, tâm sinh tiếu mà làm việc cười, mà vì cười ở đây thì của bậc thánh A-la-hán, cười một cách tự nhiên, nghĩa là thấy chuyện đáng cười thì cười, hoặc là nghe chuyện đáng cười thì cười. Cho nên trường hợp này đó là có thể xảy ra cũng ở sáu môn, tức là cũng có thể là do thấy ngửi nếm đụng hoặc là suy nghĩ và dẫn đến việc cười. Cho nên tâm sinh tiếu, tâm khai ý môn với tâm sinh tiếu đó là nương ở sáu môn. Đó là liên quan đến môn. Thứ hai đó là liên quan phần tâm tố vô nhân nương vật. Nương vật thì ở đây mình có sáu vật, đó là nhãn vật, tỷ vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Thì bây giờ mình xem coi trong ba tâm, tâm khai ý môn và tâm sinh, tâm sinh tiếu, cái này là tâm khai ngũ môn ha. Tâm khai ngũ môn và tâm sinh tiếu là nương ý vật nhất định. Tại sao tâm khai ngũ môn và tâm sinh tiếu nương ý vật nhất định? Là vì tâm khai ngũ môn nó sanh khởi ở lộ ngũ môn, tức là trong trường hợp thấy sắc, nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị, thân xúc chạm. Như vậy thì nó chỉ sanh ở những cõi mà phải có sắc, thinh, khí vị và xúc. Và tương tự ở tâm sinh tiếu cũng vậy. Cho nên những trường hợp này đó là nó phải có vật nương để nó sanh khởi. Còn riêng tâm khai ý môn á, nó cũng nương ý vật, nhưng mà nương ý vật bất định. Lý do đó là tâm khai ý môn á, nó không phải chỉ sanh ở những cõi mà ngũ uẩn,
mà nó còn có thể sanh ở cõi cõi vô sắc. Dạ. Thì trường hợp nào mà nó sanh ở cõi cõi dục giới, cõi sắc giới á, thì lúc bây giờ tâm khai ý môn nó là có nương vật. Dạ. Nhưng mà nếu mà nó sanh ở cõi vô sắc á, cõi vô sắc thì nó không có sắc pháp, cho nên nó không có nương vật. Cho nên mới nói đó là tâm khai ý môn nương vật bất định là vậy. Còn tâm khai ngũ môn với tâm sinh tiếu đó là vì nó chỉ sanh ở ở cõi ngũ ứng. Thì cho nên nó luôn luôn đó là phải nương vật. Dạ, cho nên gọi là nương vật nhất định. Đó là liên quan đến vật. Thứ ba, phần tám là mã, đó là liên quan đến cảnh, tức là có sáu cảnh, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vầy, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì liên quan đến cảnh đó, để mình xem coi trong ba tâm tố vô nhân nó có thể biết được sáu cảnh này hay không, thì mình sẽ xem xét như thế này. Sao mà nó bị như thế này hoài? Trong trường hợp tâm khai ngũ môn á, thì vì nó chỉ sanh khởi ở ở năm lộ, ở lộ ngũ môn, tức là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân. Và vì nó chỉ sanh ở năm lộ đó, cho nên nó chỉ biết được năm cảnh. Nó chỉ biết được năm cảnh, còn cảnh pháp thì nó không có biết được. Nó giống như là cái anh nện làm việc mở cửa cho năm trường hợp này thôi, cho năm đối tượng này đi vào thôi. Ngoài năm đối tượng này thì anh mở cửa cho năm đối tượng này thì anh không có làm cái việc gì khác. Cho nên anh không có biết được, thí dụ ở trong trường hợp cảnh pháp. Dạ. Riêng tâm khai ý môn với lại tâm sinh tiếu á, tâm khai ý môn khi mà nó làm việc cho làm việc khai mở lộ ý môn á, thì lúc giờ nó biết được cảnh pháp. Nhưng mà khi nó biết, khi mà nó làm việc xác định cảnh, thì tâm khai ý môn á, nó còn biết được năm cảnh ở lộ ngũ môn, tức là biết được thêm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Tâm sinh riêng tâm sinh tiếu á, thì vì thấy cảnh sắc làm cho cười, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh mùi, cảnh xúc làm cho cười, hoặc là cảnh pháp làm cho cười, cho nên là nó phải biết các cảnh đó thì nó mới cười được. Còn nếu không biết cảnh đó thì không thể cười được, cho nên mới nói nó là tâm sinh tiếu á, cũng biết được sau cảnh. Dạ, thì đó là phần liên quan đến tâm mà biết cảnh, tâm vô nhân biết cảnh. Rồi phần thứ 9 đó là tâm tố vô nhân sinh ở hạng người. Thì có 12 hạng người, đó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người tứ quả, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả và người tứ quả. Thì bây giờ mình trước tiên là mình loại trừ ra bốn người đạo, vì bốn người đạo này chỉ có bốn sắc na tam đạo, cho nên chắc chắn nó không có là ba cái tâm kia rồi. Có ba tâm kia rồi. Bây giờ người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, bốn hạng người người phàm này, mình xem coi có tâm, tức là có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là suy nghĩ về cảnh pháp hay không.
nếu mà họ có trong trường hợp này thì chắc chắn là họ sẽ có các loại tâm đó, tức là có tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Đối với người người quả, tức là người sơ quả, người nhị quả, người tâm quả và người tứ quả, thì họ cũng gì, cũng nghe thấy, nghe ngửi, nếm đụng và suy nghĩ, cho nên họ cũng có là tâm khai ý môn, tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Dạ. Còn riêng tâm sinh tiếu á, chỉ sanh khởi ở người tứ quả, cho nên tâm sinh tiếu thì chỉ sanh khởi ở một hạng người. Nhưng mà tâm khai ngũ môn với lại tâm khai ý môn á, thì nó sinh khởi ở bảy hạng người. Xin lỗi, ở tám hàng người, tức là bốn phàm và bốn thánh quả, bốn phàm và bốn thánh quả. Còn tâm sinh tiếu thì chỉ sinh ở bậc thánh A La Hán, thì đó là liên quan đến tâm sinh ở hạng người nào. Rồi cõi, phần cuối cùng đó là phần cõi phu mí. Cõi thì mình có 31 cõi, trong đó mình có 11 cõi dục giới, chia ra thành 4 cõi khổ, đó là địa ngục, bằng sanh, ngạ quỷ và Atula. 7 cõi vui dục giới, đó là nhân loại, tứ đại thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau xúc, hóa lạc, tha hóa tự tại. Rồi 16 cõi sắc giới, đó là 3 cõi sơ thiền, là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. 3 cõi nhị thiền, đó là thiệt quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. 3 cõi tam thiền, đó là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. 4 cõi thứ tư là 7 cõi tứ thiền. 7 cõi tứ thiền thì trong đó mình chia ra làm 2, trong đó mình có cõi quảng quả với cõi vô tưởng là một nhóm riêng. Còn 5 cõi gọi là cõi 5 cõi tình cư dành cho bậc thánh A-la-hàm chứng được ngũ thiền sanh về đây, đó là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiền thiên, sắc cú canh thiên. Thì đó là 16 cõi sắc giới. Trong 16 cõi sắc giới thì chúng ta cần để ý đó là trong đó nó có một cõi vô tưởng, tức là không có tâm. Cho nên mình khi mà nói về tâm thì phải loại cái cõi này ra. Rồi ở cõi vô sắc giới thì mình bảo 4 cõi, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Dạ. Bây giờ mình xem coi chúng sanh ở cõi này á, ở các cõi này á, họ sử dụng các loại tâm nào thì mình sẽ biết thôi. Thí dụ như là ở cõi dục giới, họ cũng phải gì, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm và suy nghĩ. Cho nên chắc chắn là họ có tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Ở cõi phạm thiên á, ở cõi phạm thiên thì liên quan đến các giác quan thì nó chỉ còn lại đó là nghe, thấy và nghe. Thì thấy và nghe và suy nghĩ vẫn có cảnh pháp. Cho nên tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn á, vẫn sanh được ở cõi phạm thiên, 15 cõi phạm thiên sắc giới từ cõi vô tưởng. Rồi không vô biên xứ á, bốn cõi vô sắc á, bốn cõi vô sắc thì chỉ có tâm
tâm khai ý môn thôi, tâm khai ngũ môn, nó không có qua sanh ở cõi vô sắc. À, riêng tâm sinh tiếu, tâm sinh tiếu thì chỉ sanh khởi ở bậc thánh A La Hán. Giờ mình xem coi ở cõi nào có bậc thánh A La Hán. À, thì ở đây chúng ta thấy là bậc A La Hán có thể xuất hiện, đó là ở 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. À, chỉ trừ ra 4 cõi khổ và cõi vô tưởng thôi, không có bậc thánh A La Hán. Các cõi còn lại thì vẫn có. Khi mà chúng ta tính như vậy xong á, thì mình mới gom lại, thì chúng ta thấy là tâm khai ngũ môn á, sinh ở 26 cõi ngũ uẩn. Tức là nãy mình bỏ gì? Một là bỏ cõi 16 cõi sắc giới, mình bỏ ra cõi vô tưởng, thì nó còn lại 15 cộng với 11 cõi dục giới thì nó là 26. À, 26. Tâm khai ý môn thì sinh ở 30 cõi hữu tâm. Thì mình chỉ bỏ cõi vô tưởng thôi, tâm khai ý môn ở trong trường hợp nào nó cũng có. Riêng tâm sinh tiếu á, nó chỉ sinh khởi ở 22 cõi vui. Tức là bỏ gì? Bỏ 4 cõi khổ, bỏ 1 cõi vô tưởng nữa là 5. Rồi bỏ 4 cõi vô sắc nữa là 9. Như vậy 31 mình trừ 9 thì nó còn lại là 22. Dạ. Thì đó là tâm tâm sinh tiếu. À, tâm sinh tiếu có mặt ở 22 cõi vui. 22 cõi vui. Tại vì ở đây mình phải thêm chữ vui, đó là vì nó liên quan đến phải loại từ 4 cõi khổ. À, cho nên phải để thêm 4 cõi vui. Cái này nếu muốn thêm cho rõ thì cõi vui hữu tâm cũng được, để mình trừ luôn cái cõi vô tưởng. Yeah. Rồi đó là phần bài ba tâm tố vô nhân. Giờ mình chuyển sang bài mới, đó là phần sau bài mới, đó là phần tám tâm đại thiện ha. Tâm dục giới kama vachara citta, tâm dục giới. Bây giờ nói là ôn lại tí phần bài hôm trước mình học rồi. Tâm dục giới ở đây chỉ cho những tâm mà thường sinh khởi trong lĩnh vực dục giới, ví dụ như là tâm 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tình hảo. Thì những tâm đó nó cũng có sanh ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới một số tâm. Yeah. Nhưng mà cái thường xuyên sanh khởi là 54 cõi, 54 ở cõi dục giới, ở lĩnh vực dục giới. Yeah. Thì ở đây mình có 12 tâm bất thiện, hôm trước mình đã học rồi, đó là Kusala Citta. Rồi 18 tâm vô nhân, Ahituka. 18 tâm vô nhân, Ahituka Citta.
Hetuka Chita và 24 tâm dục giới tình hảo. Giới tình hảo Kama Vachara Sopana Chita. Đây là 54 tâm dục giới. Thì mình đã học xong hai nhóm, tức là nhóm tâm bất thiện với lại tâm vô nhân. Và bài hôm nay cho nên chúng ta học thêm đó là phần tâm dục giới tình hảo, 24 thứ, và nó được chia ra thành ba nhóm. Thứ nhất đó là tâm thiện dục giới, gọi là kama vachara kusala citta, có 8 thứ, phần này chúng ta đọc lúc nãy. Thứ hai đó là tâm quả dục giới hữu nhân. Ở đây sử dụng người ta gọi là tâm quả dục giới hữu nhân là bây giờ phần tâm dục giới này nó có hai loại tâm quả. Một đó là hôm trước mình học đó là tâm quả vô nhân. Thì hôm nay cũng là tâm dục giới cho nên, nhưng mà nó là hữu nhân, cho nên người ta mới gọi đó là tâm quả dục giới hữu nhân. Sahetuka kama vachara vipaka citta, nó cũng có 8 thứ. Thứ ba đó là tâm tố dục giới hữu nhân. Thì gọi cũng để phân biệt với là hôm trước cái bài học đó là tâm tố vô nhân. Thì tâm tố dục giới hữu nhân ở đây mình có đó là Sahetuka kama vachara kiriya citta, 8 thứ. Bài đầu tiên chúng ta học đó là tâm thiện dục giới. Trong bài này thì chúng ta có các mục sao, một là định nghĩa, hai là nhân sinh tâm thiện dục giới, thứ ba là 8 tâm thiện dục giới, thứ tư là tâm thiện dục giới trình bày theo 3 khía cạnh, thứ năm là tâm thiện dục giới phối hợp với tâm, thứ sáu là phần sự của tâm thiện dục giới, thứ bảy là tâm thiện dục giới nương môn, thứ tám là tâm thiện dục giới nương vật, thứ chín là tâm thiện dục giới biết cảnh, thứ mười là tâm thiện dục giới sinh ở hạng người, thứ 11 đó là tâm thiện dục giới sinh ở các cõi. Trong bài này thì mình có 11 phần. Thì chúng ta học ở đây đó là nếu mà bài này chúng ta chưa hiểu thì bài khác nữa sẽ giúp cho mình hiểu rõ hơn các bài trước. Tại vì nó cũng dòng dòng băng như đây. Bài nào sư cũng lập cái cấu trúc nó như thế này để mình dễ. Tại vì mình chưa có kiến thức nhớ, và nhà lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì giúp cho mình nhớ được. Và khi mà mình có kiến thức nhớ thì mình mới có thể hiểu được tốt hơn. Số 1 đó là phần định nghĩa. Định nghĩa của tâm thiện dục giới á, là định nghĩa theo năm ý nghĩa, nghĩa theo chữ kusala, cho nên nó có năm ý nghĩa. Thứ nhất đó là tâm thiện á, tâm thiện dục giới đó là tâm không có bệnh hoạn. Tức là khi mà tâm thiện nó sanh khởi á, nó đẩy lùi những phiền não làm cho thân tâm mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu. So với tâm bất thiện, khi mà nó sanh khởi làm cho mình bị đau khổ, bị buồn rầu lo âu. Cho nên mới nói tâm thiện dục giới đó là tâm không bệnh hoạn. Thứ hai đó là tâm thiện là tâm tốt đẹp. Vì tâm thiện này đó khi mà nó sanh khởi, nó có tính chất tốt, đưa đến hành động bằng thân hoặc là lời nói đó là tốt đẹp. Ví dụ một việc thiện như là bố thí cúng dường, tụng kinh hoặc là hành thiền, những trường hợp đó nó được mình có thể thực hiện được thì phải có tâm thiện nó sanh khởi.
thì mới làm được cái công việc tốt đẹp đó. Thì đó là cái ý nghĩa của tâm thiện là tốt đẹp. Tâm thiện nó là tâm khôn khéo. Dạ. Chúng ta làm việc gì mà nếu làm việc bằng tâm thiện á, thì thường ở đây cái chữ mà tâm thiện mà trong ý nghĩa khôn khéo á, là mình phải hiểu trong ý nghĩa đó là tâm thiện mà hợp trí mới được ha. Tại nếu mà tâm thiện mà không hợp trí á, thì cũng có thể nó có cái khuyết điểm. Nhưng mà nếu mà tâm thiện mà nói là khôn khéo ở trong trường hợp này là muốn chỉ cho tâm thiện hợp trí, thì một hành động được làm với trí tuệ thì nó sẽ không bị sai sót, làm một cách khéo léo, không bụng về. Thì mới nói là tâm thiện là tâm khôn khéo. Thứ tư đó là tâm thiện là tâm không tội lỗi. Tức là khi mà tâm thiện sanh khởi thì giống như trước chúng ta học ở tâm bất thiện, một tâm bất thiện khi mà nó sanh khởi thì ví dụ như là tâm tham sanh khởi thì nó có nhân tham, bên cạnh nhân tham thì nó còn có nhân si hỗ trợ. Rồi một loạt các tâm sở bất thiện, ví dụ như là bốn tâm sở si phần, nó cũng xen vào ở trong đó. Tâm sở 13 tâm sở tờ tha nó cũng có mặt ở trong tâm thiện đó để thực hiện hành động đưa đến tội lỗi. Nhưng mà với tâm thiện á, khi mà nó sanh khởi thì ngược lại, tâm thiện khi mà nó sanh khởi thì nó cũng được hỗ trợ từ các nhân thiện như là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Rồi hàng loạt các tâm sở tình hảo cũng cùng sanh với nó để thực hiện một hành động tốt bằng thân hoặc là lời nói. Do đó khi mà hành động bằng tâm thiện thì được xem là một hành động không có tội lỗi. Thứ năm đó là nhân lành cho quả vui. Khi mình thực hiện được những hành động thiện bằng thân, bằng lời nói, xuất phát từ ý, thì nó đem lại, sẽ đem lại kết quả an vui. Và điều này nó cũng thường khác với cái suy nghĩ của mình, đó là mình muốn được an vui, mình muốn có được niềm vui hạnh phúc, nhưng mà thường là sao, mình đã làm cho người khác bị đau khổ, thì như vậy mình sẽ không có được an vui. Tại vì sao? Tại mình tạo cái nhân xấu mà mình muốn được cái quả tốt, thì điều đó nó không có thể. Yeah. Chỉ khi nào mà mình tạo cái nhân lành, nhân tốt thì lúc bây giờ thì mình mới có được cái quả vui được. Ở trong chú giải Pháp Cú có kể câu chuyện mà một nhóm cậu bé, một nhóm các cậu bé mà đang chơi đùa rồi gặp con rắn, rồi xúm nhau đánh con rắn. Thì Đức Phật trong lúc này đang đi khất thực, ngày đi ngang qua đó, ngày hỏi các cậu bé, hỏi sao mà đánh nó. Thì cậu mới nói là con rắn này rất là dữ, nếu mà mình không có đánh nó thì nó sẽ cắn mình chết. Thì Đức Phật này mới thuyết pháp cho các cậu bé nghe, đó là trong đó có kết luận bằng cái bài kệ, đó là nếu mà ai mà tìm cầu cái sự hạnh phúc, cái niềm vui, cái hạnh phúc cho mình, nhưng mà mình làm cho chúng sanh khác bị đau khổ, thì người đó sẽ không có được hạnh phúc. Chỉ khi nào mình mong mà có được hạnh phúc cho mình mà mình không làm hại chúng sanh khác á, không làm cho người khác bị đau khổ, thì lúc đó chúng ta mới có được niềm vui, có được hạnh phúc. Dạ. Thì đó là liên quan đến tâm thiện thông qua chữ kusala, thì nó có năm nghĩa như vậy.
Ngoài ra đó là tâm thiện á, nó còn có một cái tên gọi khác nữa, đó là tâm đại thiện, gọi là Maha Kusala Citta. Và tâm đại thiện này nó được gọi như vậy. Và ở trong các tâm thiện á, sau này mình còn gặp học thêm tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện siêu thế. Tức là mình có bốn nhóm tâm thiện. Một là tâm thiện dục giới có 8 thứ. Sau này mình sẽ học tâm thiện sắc giới có 5 thứ, tâm thiện vô sắc giới có 4 thứ và 20 tâm thiện siêu thế. 4 hoặc 20 tâm thiện siêu thế, mình sẽ có 4 nhóm tâm thiện. Trong 4 nhóm tâm thiện này thì chỉ có nhóm tâm thiện thuộc về dục giới, nó có thêm một cái tên gọi đó là tâm đại thiện. Lý do nó được gọi là tâm đại thiện đó là vì tâm thiện dục giới này nó có thể biết được nhiều cảnh, tức là biết được đầy đủ cả 6 cảnh. Liên quan đến tạo nghiệp á, thì nó cũng tạo đủ 3 nghiệp, tức là bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, đều có thể được tạo từ tâm thiện dục giới. Dạ. Còn tâm thiện, ví dụ ở tâm thiện sắc giới á, nó không có làm việc bố thí, nó không có làm việc trì giới, mà tâm thiện sắc giới đó là nó chỉ làm việc là sao? An trú tâm ở trong thiền thôi. Dạ. Rồi tạo ra nhiều quả, tức là tâm thiện sắc giới này nó có thể tạo ra được đó là 16 loại quả, trong đó có 8 tâm quả thiện vô nhân mà mình học hôm trước. Và bài sau này mình sẽ có một bài nói về 8 tâm đại thiện, hoặc là 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm quả thiện, 8 tâm quả dục giới hữu nhân. Rồi sanh phổ biến ở nhiều hạng người, tức là tâm thiện này nó có thể sanh trong trong 7 hạng người, 7 hạng người, ở 12 hạng người thì tâm thiện này nó được sanh ở 7 hạng người, tức là ở 4 hạng người khổ và 3 hạng người bậc thánh hữu học. Rồi có mặt khắp nơi ở trong các cõi hữu tâm, tức là nó có thể có mặt ở 30 cõi, cõi nào có tâm là có tâm thiện. Và đặc biệt đó là tâm thiện cũng là nền tảng để tu tập, làm cho các tâm thiện như tâm thiền hay tâm đạo sinh khởi. Tức là chúng ta thấy là chúng ta ngồi tu thiền, thì tu thiền nó thật ra nói tu thiền chứ chúng ta không phải tu bằng tâm thiện, mà tu bằng tâm thiện, chứ không phải tu bằng tâm thiền. Nhưng mà tại mình quen là ngồi thiền như vậy, mình gọi vậy. Nhưng mà lúc mình tu thì mình tu bằng tâm thiền. Dạ, tu bằng tâm thiền. Hoặc là những hành động mà chúng ta làm phước như là bố thí trì giới thì mình cũng làm bằng tâm thiện. Dạ. Rồi để tu tập mà chứng đắc được đạo quả thì mình cũng tu tập bằng tâm thiện, chứ mình không phải tu tập bằng tâm thiền. Dạ. Thì đó là cái quan trọng của tâm thiện. Và giờ nó có nhiều cái vai trò như vậy, cho nên nó còn có được cái tên gọi đó là tâm đại thiện. Rồi nhân sanh tâm thiện. Hôm trước mình học về nhân sanh tâm bất thiện á, thì nó cũng có 5 trường hợp. Tức là trường hợp thứ nhất là gì? Không khéo tác ý. Thứ hai đó là ở trú xứ không thích hợp. Thứ ba đó là không thân cận người ác.
thứ tư đó là đời trước không tạo phước, và thứ năm đó là lập trường không có chân chánh. Thì ngày hôm nay chúng ta học về nhân sinh năm thiện á, thì nó có năm nguyên nhân ngược lại. Thì, thứ nhất là khéo tác ý, thứ hai là ở trú xứ thích hợp, thứ ba là thân cận bậc chân nhân, thứ tư là đời trước có tạo phước, thứ năm đó là tự lập trường chân chính, chân chánh. Bây giờ chúng ta nói ở trú xứ thích hợp trước, khéo tác ý mình sẽ nói sau. Cái ở trú xứ thích hợp á, nó rất là quan trọng. Ở trú xứ thích hợp là một trong 38 pháp hạnh phúc mà Đức Phật này cũng có đề cập đến, tức là Pati Rupa Desavaso. Ở trú xứ thích hợp đó là một cái hạnh phúc cao thượng, là vì khi mình ở cái trú xứ thích hợp á, là sẽ giúp cho mình, nếu mình là người tu tập á, thì mình, cái việc tu tập của mình sẽ được tiến bộ. Còn nếu mà mình ở trong đời sống hàng ngày của mình bình thường á, thì nó cũng giúp cho mình sống được an vui khi mình có được một cái trú xứ thích hợp. Ở trong bài kinh Khu Rừng, bài kinh số 16 ở trong Trung Bộ Kinh, 16 hay là 17 gì đó, thì Đức Phật này đề cập đến bốn trú xứ. Thứ nhất đó là trú xứ mà tức là đầy đủ về mặt vật chất nhưng mà tu tập không tiến bộ, thì cái trú xứ như vậy cũng không được xem là trú xứ thích hợp. Thứ hai đó là trú xứ không có vật chất đầy đủ nhưng mà tu tập có thể được xem là tu tập được tiến bộ, thì Đức Phật này khuyên ở trong trường hợp đó người tu tập nên ở lại cái trú xứ đó và cố gắng nỗ lực để tu tập, thì cũng tạm xem được xem là cái trú xứ thích hợp. Thứ ba đó là cái trú xứ mà vừa không có về mặt vật chất mà tu tập cũng không có thích hợp. Thì trú xứ như vậy, nếu gặp trú xứ như vậy, thì Đức Phật này nói là nên bỏ đi ngay trong ngày hôm đó. Và trường hợp thứ tư đó là trú xứ mà có đầy đủ về mặt vật chất và tu tập cũng được thích hợp, cũng được tăng trưởng. Thì trú xứ như vậy thì các vị tỳ kheo nên ở lại và cố gắng nỗ lực tu tập. Yeah. Thì lại nữa, khi mình nói đến cái trú xứ thích hợp á, nó sẽ gắn liền với cái điều kiện thứ ba, đó là thân cận bậc chân nhân. Yeah. Ở cái, tại vì cái trú xứ thích hợp ở đây đó, nó cũng liên quan đến việc mà mình thân cận. Mà cái việc thân cận này thì Đức Phật ngài nói là ở trong bài kinh Hạnh Phúc, Đức Phật ngài cũng có đề cập là gì? Trong 38 pháp hạnh phúc thì cái điều hạnh phúc thứ nhất, thứ hai, Đức Phật ngài nói là không thân cận người ác và thân cận, không thân cận người ngu, năng thân cận bậc hiền trí và cúng dường bậc đăng cúng. Nó là ba điều hạnh phúc cao thượng. Yeah. Điều đó cũng cho chúng ta thấy là cái việc thân cận nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà mình không để ý thì mình không có thấy nó. Yeah. Xưa thí dụ như là nếu mà người các Phật tử mà mình thân cận, những người Phật tử mình thân cận với nhau, ví dụ như là mình gần gũi những người mà thích làm phước bố thí, thì lâu ngày mình sẽ ảnh hưởng cái đức tính về mặt bố thí. Hoặc là người mình thân
thân cận những người bạn mà thường xuyên gìn giữ bì giới thì mình cũng ảnh hưởng đến đức tin đó. Hoặc là thân cận với người có trí tuệ về trí thì mình cũng ảnh hưởng đến đức tin đó. Thì đó là ngay cả trong cái đức tin tốt. Tại sao chúng ta thấy là ngay cả trong thời Đức Phật á, có những tỳ kheo đó là đi theo ngài Xá Lợi Phất, có những tỳ kheo đó là đi theo ngài Mục Kiền Liên, có những tỳ kheo đó là đi theo ngài Ananda, rồi có những tỳ kheo đó là theo Đức Phật. Dạ, tức là ngay cả trong thời Đức Phật á, nó cũng có nhóm thì cũng có nhóm như vậy, rồi Phật tử cũng vậy. Là vì sao? Là vì tức là cái khuynh hướng của họ, người theo người có trí, họ muốn tạo cái phước trí thì họ theo cái khuynh hướng của người có trí, họ muốn tạo cái phước về mặt bố thí thì họ theo cái khuynh hướng của người bố thí, người trì giới thì tạo cái theo cái khuynh hướng của người trì giới. Dạ, thì đó là mình nói về cái khía cạnh tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái khía cạnh xấu á, nếu mình ở một cái trú xứ mà người ta thường sao đánh đập, chửi mắng nhau, sát sanh, trộm cắp, thì lâu dần mình cũng ảnh hưởng cái đức tính xấu đó. Dạ. Và nếu mà ảnh hưởng, đó là cái trú xứ không có thích hợp. Và khi ảnh hưởng cái đức tính xấu đó thì cái tâm thiện nó không có điều kiện sanh khởi. Còn khi mình có được trú xứ thích hợp á, thì mình sẽ gần gũi được các bậc trí, các bậc thiện trí thức. Và nhờ đó, cái tâm thiện mình nó có điều kiện nó sanh khởi nhiều hơn. Xưa thí dụ khi mà các Phật tử mình ở nhà với bao cái công việc á, nào chồng vợ con cái, rồi những công việc mình cần phải làm, thời gian để có tâm thiện mà nó sanh khởi ít lắm, thật sự rất là ít. Dạ. Nhưng mà nếu mà các tử mình đi đến chùa, một ngày mình đi đến chùa mình được học pháp, nghe pháp, rồi làm một số công quả như là quét dọn, lau chùi đó, chúng ta thấy là trong suốt một ngày đó, dạ, là phần lớn là tâm thiện sanh khởi. Thế là tâm thiện sanh khởi trong trường hợp đó là nhờ được gì? Nhờ được cái môi trường làm thân cận mình gần gũi, và nhờ đó mà tâm thiện nó sanh khởi. Dạ. Rồi thứ tư nữa đó là đời trước có tạo phước. Tại sao đời trước có tạo phước lại làm cho cái tâm thiện nó sanh khởi? Tại vì khi mình có tạo phước á, mình ở trong đời sống hàng ngày á, chỉ cần mình thấy một cái hành động thiện của người nào đó thì lập tức là sao, một cách tự nhiên là mình vui, mình hoan hỷ, mình tùy hỷ với cái phước của người đó. Mà ngược lại, nếu mình ít có tạo phước á, khi mình gặp người khác làm tốt á, là mình cũng suy nghĩ theo cái khuynh hướng tiêu cực, làm cho cái tâm bất thiện sanh khởi. Dạ. Yeah. Ví dụ như chúng ta quen đi chùa làm phước, nhưng mà người mà họ không đi chùa làm phước á, họ thấy mình đi chùa sao, họ cũng không vui, họ cũng không có thích. Dạ. Yeah. Chúng ta thấy sao? Trong hành động thiện của người khác, nhưng mà người kia, người còn lại sao, vẫn là đau khổ, làm cho mình bị đau khổ. Dạ. Thì nó là đời trước có tạo phước là nó có được cái thuận lợi đó. Thứ tư đó là từ lập trường chân chánh, hay là có tâm mà hướng đúng. Thì để có tâm mà lập trường chân chánh, có tâm mà hướng thiện, có tâm hướng thiện
thì đòi hỏi người đó phải phải có một chút về cái phước trí và biết suy xét cái nào đúng cái nào sai, và từ đó sang quyết định làm hoặc là không không nên làm đối với công việc mà mình đã chọn hoặc là sẽ chọn. Thì nó là tâm thiền nó sẽ sanh khởi. Thì trong bốn trường hợp này á, thật ra là để có được bốn trường hợp này ở trong đời sống thì chúng ta rất là khó, thường là được cái này mất cái kia. Dạ. Nhưng mà cái trường hợp thứ nhất á, sẽ giúp cho mình hỗ trợ cho bốn trường hợp này, hỗ trợ cho tâm thiền sanh khởi tốt nhất, tức là phần khéo tắc ý. Phần khéo tắc ý. Tại vì trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sự xúc chạm, sự suy nghĩ, chỉ cần mình không khéo tắc ý thì tâm thiền, tâm tham, tâm sân, tâm si đều có thể sanh khởi. Ngược lại, nếu mình khéo tắc ý thì dù cảnh không hài lòng nhưng mà tâm thiện vẫn có thể sanh khởi được. Dạ. Ví dụ như là mình nghe người ta chửi mình, nói xấu về mình, nếu mình không có khéo tác ý á, lập tức là tâm sân nó sanh khởi. Nhưng mà nếu mình khéo tác ý với cái suy nghĩ đó là cái đó chỉ là âm thanh, cái này là nhân của quả mà mình, nhân của bất thiện mình đã tạo và bây giờ nó đã cho quả, thì lúc bây giờ tâm thiện nó lại sanh khởi. Thì đó là cái khéo tác ý mà có thể làm cho tâm thiện sanh khởi, và tương tự với những trường hợp còn lại. Dạ. Thì đó là năm nguyên nhân khiến tâm thiện sanh khởi. Phần số 3 đó là tám tâm thiện dục giới. Phần này thì chúng ta phải học thuộc lòng. Và giống như nói lúc nãy, tâm thiện, tâm dục giới nó có ba nhóm, là coi trên bản đồ này, xin lỗi, nó có ba nhóm. Thứ nhất đó là nhóm 12 tâm bất thiện mà chúng ta đã học hôm trước. Nhóm thứ hai đó là 18 tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân. Nhóm thứ ba đó là 24 tâm tình hảo, 24 tâm tình hảo. Bốn tâm tình hảo. Trời ơi, nhấp nhầm chuột hoài. Và cái hàng đầu của 24 tâm này đó là tám tâm thiện mà chúng ta đang học. Tám tâm thiện mà chúng ta đang học. Và chúng ta cố gắng thuộc lòng đó là trước tiên là thuộc bằng tiếng Việt trước. Rồi sau đó nếu mà học được tiếng Bali thì mình học luôn cái tiếng Bali. Học tiếng mà được tiếng Bali thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta như thế này. Nó sẽ hỗ trợ cho tốt cho mình đó là khi mình học và mình hiểu được tiếng Bali thì sau này nếu mình gặp các bản dịch khác nhau thì mình cũng không có trở ngại. Dạ. Thì ở đây thứ nhất đó là tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Thứ hai là tâm đại, xin lỗi, tâm thiện. Hồi nãy là ở trong bản Bali của mình á, nó chỉ có là Somana Sasagatang Nhana Samayut Tang Asankharikang Ekang Sasankharikang Ekang. Nếu mình tách nó ra thì nó chỉ có gì? Một tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ, một tâm thọ hỷ ly trí vô trợ. Theo Bali nó chỉ có bao nhiêu đó. Lý do mà nó chỉ có bao nhiêu đó là vì ở trên họ đã có cái tiêu đề là gì? Là tâm thiện dục giới, hoặc là ở phần kết luận ở dưới đó, nó người ta cho anh biết là sao? Tám tâm này là tâm thiện dục giới. Yeah. Cho nên đến khi mình học ở phần tiếng Việt đó là mình phải chịu khó thêm gì? Tâm thiện thọ hỷ, thêm chữ thiện vô. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Thứ ba là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Thứ tư là tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Đó là bốn tâm thiện thọ hỷ màu đỏ. Thứ tư đó là anh, thứ năm là tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ.
Thứ sáu là tâm thiền thọ xả hợp trí hỗ trợ. Thứ bảy là tâm thiền thọ xả ly trí vô trợ. Thứ tám là tâm thiền thọ xả ly trí hỗ trợ. Thì đây là phần bài học mà mình phải thuộc lòng, phải thuộc nằm lòng, giống như là mình ăn cháo gì đó, bước vô là nuốt liền, không cần nhai. Rồi phần số 4 là nói về ba khía cạnh của tâm thiền. Thì hồi nãy chúng ta học ở trong ở phần bài học á, thì mình thấy gì? Có bốn trong tám tâm thiền đó, nó có bốn cái nút đỏ, bốn cái nút xanh. Thì bốn cái nút đỏ đó là thọ hỷ, bốn cái nút xanh là thọ xả. Dạ. Cho nên cái khía cạnh thứ nhất của tám tâm đại thiền đó là nói về thọ. Thì mình có là thọ hỷ và thọ xả. Trong đó mình có bốn tâm thọ hỷ và bốn tâm thọ xả. Tâm thiền sinh khởi ở trong trường hợp nào mà làm cho mình cảm thấy thanh thoang, vui thích? Dạ. Ví dụ bữa nay đi đến chùa, được quét dọn lau chùi, được làm phước cúng dường bông đến Đức Phật, cúng dường vật thực đến chư tăng, tâm vui hoan hỷ. Thì lúc đó là tâm thiện thọ hỷ. Nhưng bây giờ có điều kiện đi đến chùa hàng ngày, bữa nào cũng làm như vậy, bữa nào cũng làm như vậy, thì tâm thiện cũng vẫn sanh khởi. Nhưng mà lúc bây giờ thì sao? Nó trở lại cái trạng thái bình thường, đó là thọ xả. Thì đó là cái khía cạnh thứ nhất. Cạnh thứ hai đó là nói về động cơ, tức là sự tác động. Sự tác động ở đây tức là mình có vô trợ và hỗ trợ. Cái chữ vô trợ và hỗ trợ đó, thường mình chỉ hiểu đó là vô trợ tức là không ai giúp đỡ, hỗ trợ tức là có người nhắc nhở. Dạ. Ví dụ như là mình đi đến chùa, bạn mình đi đến chùa rồi gọi mình đi, thì mình nghe mình hoan hỷ mình đi. Thì ở trong trường hợp đó mình đi chùa nó là do hỗ trợ. Mình thường là nghĩ vậy. Còn thật sự cái hỗ trợ ở trong trường hợp này á, thì nó không phải là chờ người khác nhắc bảo, mà chỉ là tâm chần chừ làm hay là không làm. Thì trạng thái đó là trạng thái của tâm hỗ trợ. Dạ. Ví dụ bây giờ gặp chư tăng ở dọc đường, muốn cúng dường bó hoa hoặc là vật thực. Dạ. Nhưng mà trong lúc mà muốn cúng dường đó, có cứ suy nghĩ đắn đo có nên hay không, nên hay là không nên, cứ suy nghĩ qua lại, suy nghĩ qua lại rồi cuối cùng cúng dường. Thì cái suy nghĩ chần chừ đó là tâm hữu trạng. Là tâm hữu trạng. Dạ. Cái tâm hữu trợ á, nó có thể làm cho cái nếu mà nói về kết quả, tâm hữu trợ thì nó có thể làm cho cái quả của cái điều thiện mà mình đã tạo nó sẽ chậm hơn, nó sẽ chậm hơn so với tâm vô trợ. Dạ. Ví dụ như là ở trong câu chuyện mà chậm hơn hoặc là ít hơn so với tâm vô trợ. Ví dụ như là trong câu chuyện của ông Julika Sakaka, lúc mà ông nghe Đức Phật thuyết pháp ở câu ở trong cảnh đầu tiên, nó nghe hoan hỷ, ông muốn cúng dường. Thì trong lúc muốn cúng dường mà cứ chần chừ, nghĩa là tâm bất thiện nó xen vô, thế là ông không cúng được. Rồi đến canh thứ hai, ông cũng muốn cúng dường rồi cũng không có cúng dường được. Thì đến canh thứ ba, ông ấy cúng dường, ông ấy quyết định đó là cúng dường. Thì chúng ta thấy là như vậy thì tâm thiện của ông sanh lên, rồi chần chừ để cho tâm bất thiện nó sanh vào đó, rồi sau đó tâm thiện lại sanh lên, rồi chần chừ để cho tâm bất thiện nó sanh vào. Cho nên đến khi mà ông có được quả, là ông chỉ có được mỗi cái là bốn thứ. Đức Phật ngài nói là
nếu mà ông cúng dường ngay lúc ban đầu, cái canh đầu mà ông phát tâm hoan hỷ cúng dường liền là ông sẽ được mỗi một thứ 16 cái. Còn ở canh thứ hai thì làm được một thứ 8 cái. Nhưng mà vì anh cúng dường quá muộn, cho nên bây giờ mỗi một thứ nó chỉ còn lại 4 cái. Dạ, yeah. Đó là cái tâm hỗ trợ, nó cũng làm giảm đi cái kết quả đối với cái việc bố thí cúng dường. Ở trong cái cách làm thiện sự khác của mình, nếu mà làm với tâm vô trợ thì nó cũng rất là yếu ớt. Dạ. Đương nhiên không phải trường hợp nào cũng vậy. Ở đây mình muốn nói là hỗ trợ với vô trợ nó yếu hơn so với cùng trường hợp thôi. Còn thí dụ như là vô trợ mà không có trí, nhưng mà hỗ trợ thì lại có trí, thì cái hỗ trợ nó lại tốt hơn. Ở đây mình muốn nói trường hợp nó đồng với nhau. Cái gì? Trường hợp vô trợ cũng không có trí, hỗ trợ cũng không có trí, hoặc là vô trợ có trí, hỗ trợ có trí, thì cái vô trợ nó luôn hơn cái hỗ trợ. Em phải hiểu gì? Thứ ba là trường hợp tri kiến, là sự hiểu biết, đó là hợp trí và lý trí. Hợp trí là sao? Hợp trí đó là mỗi một lần mình làm một cái thiện sự nào đó, mình suy xét là trường hợp nào nên làm, trường hợp nào không nên làm, đó là cái khía cạnh thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là khi mình làm thiện sự á, thì mình thấy là sao? Cái này là tâm thiện, những hành động thiện được thực hiện bằng tâm thiện, hành động tốt được thực hiện bằng tâm thiện, đó là hợp trí. Hoặc là suy nghĩ đến cái đời sống là vô thường, cho nên cần tạo các thiện sự, thì tâm thiện lúc bây giờ đó là tâm thiện, là hợp trí. Dạ. Còn thí dụ như là bây giờ đi đến chùa thấy người ta cúng dường bông, cái cũng mua đi mua bông để cúng dường. Thấy người ta cúng dường trái cây thì cũng mua trái cây đi đến để cúng dường. Thấy người ta lễ Phật thì cũng lễ theo. Thì ở trong trường hợp đó nó đều là tâm thiện. Đều là tâm thiện. Cũng là có thể là thọ hỷ, có thể thọ xả. Nhưng mà nó không có trì. Thì gọi là tâm thiện lý trí. Bây giờ mình tạm bao nhiêu đó ha, kỳ sau chúng ta học tiếp. Rồi nói cả tiếng hồ mệt quá. Rồi bây giờ xin mời lớp nghỉ, mời cô Phúc Vị Trung lên cầm mic thì sẽ trả mic lại. Dạ, chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học về tâm thiện dục giới hôm nay. Dạ, bài học dài sư đã mệt. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Dạ, bài học đã kết thúc. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Hà. Con kính chư sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasa tha cha phong ma tha de wa na ga ma hi ti ka bon yang no anumodan tu chi rang ra khan tu sa sa nang akasa tha cha phong ma tha de wa na ga ma hi ti ka bon yang no anumodan tu chi rang ra khan tu no ga ro akasa tha cha phong ma tha de wa na ga ma hi ti ka bổn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phong ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ba ni nô a ca sa tha cha phong ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bổn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa da idang watano bun yang asawa khaya wa hang ho tu anagate kale sa thu sa thu sa thu. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc.
Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi dự pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Dạ, chúng con kính chúc sư, kính chúc quý cô tu nữ cùng các quý đạo hữu mạnh khỏe và được an vui trong cuộc sống ạ. Kính mời lớp nghỉ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Buổi học hôm nay xin chào các lớp.